Chào các bạn, mình là Đoàn Nhật Ân, mình là sinh viên ba của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em chào anh chị, dạ em tên là Hải Anh, là học sinh của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Xin chào mọi người, em tên là Trần Bảo Đức, hiện tại thì em đang học tại Viện Đào tạo Quốc tế Đại học Ngân hàng. Em chọn thi IELTS trên máy tính tại IDB tại vì mình có thể chọn linh hoạt mỗi ngày, thuận tiện hơn là trên giấy. Em được bạn bè giới thiệu á chị, tại chỉ tất cả các bạn của em ở trong trường đều thi ở trong IDB nên là em được mọi người giới thiệu tới đây. Em thấy của mình cũng uy tín hết trời nên là em được chọn thi ở IDB. Em được giới thiệu từ bạn bè, thầy cô về cơ sở vật chất cũng như là những cái tiện ích mà IDB mang lại cho sinh viên thi. Em cảm thấy môi trường ở đây nó thuận tiện vì ở đây có cơ sở vật chất riêng, không có thi ở khách sạn. Mỗi lần mà mình đi thi mình không có cần phải tìm địa chỉ. Em thấy là mấy cái thủ tục mình làm cũng dễ dàng á chị. Kiểu chỉ có một số cái từ lúc mà em coi cái form đăng ký nó hơi khó hiểu một xíu thì sẽ Google tiếng lại. Em có thể dễ dàng điền được cái form mà nó không khó, nhưng mà cái lúc mà em nghĩ là lúc em đăng ký nó sẽ gặp khó khăn. Em được chọn thi tại IDB bởi vì là có nhiều sự giới thiệu từ bạn bè cũng như những cái thầy cô ở trường em. Mình thấy là không gian thì sạch sẽ, thoáng mát, môi trường thì rất là thuận tiện cùng với toàn ngũ nhân viên phục vụ rất là tận tình. Dạ, cảm nhận của em về địa điểm 161 Hai Bà Trưng là ở đây rất là mát mẻ, kiểu sạch sẽ, tạo cảm giác mà dễ chịu khi cho người tham dự tới thi á chị. Cũng mấy cái phòng thi, cái phòng nào cũng sạch sẽ ngăn nắp hết trơn. Cảm nhận của em về địa điểm 161 Hai Bà Trưng này thì phòng thi về nhiệt độ rất là phù hợp, không nóng quá cũng như là không quá lạnh. Về tai nghe thì em thấy là rất là ổn. Dạ, đó là những cảm nhận của em.